bỏ vòng cổ chứ mày. Mà áo bíp vào em, mặc áo bíp vào không nhầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính ơi, hạn chế chuyển về em ơi, chúng con đá tay rồi. Đợt này Bình Luận ngồi lùi ra 1 mét em. Anh đang quay không? Anh nhìn lục tầm không? Nào, hai em. Đi đi đi, lùi ra ngoài kia ngồi đi. Anh quay không ổn. Ngồi đây không được nói chuyện đâu đấy. Đang quay không? Tối lại Bình.
bấm giờ này. Cho một đội phải động ngoài thôi. Tùng ơi, báo anh em các đội ngoài nhá, còn 1 phút em nhá.
anh nhỉ, bóng luôn anh ơi.
Anh ơi,